Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục video chia sẻ chủ đề sử dụng của trên máy tính, thì mình nha, tôi chia sẻ thêm các bạn về cách các bạn gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính nhé. Và tiếp tục các video về cái cách gõ tiếng Việt có dấu và để các bạn soạn thảo văn bản ở trên Word để các bạn phục vụ công việc nhé. Và thì video này cũng tương tự như các video trước, mình chia sẻ cho các bạn mới sử dụng Word trên máy tính, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết một chút nhé, để các bạn dễ theo dõi nhé. Đó, thì trong thời gian trước thì mình đã có chia sẻ các bạn một số video về cái cách gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính đó, và cái cách chỉnh sửa văn bản theo đúng quy định để các bạn soạn thảo cái văn bản nó đẹp hơn, đáp ứng yêu cầu công việc đó. Và có một số cái video thì mình có chia sẻ quay trực tiếp cái bàn phím máy tính ấy, để các bạn gõ các cái phím tiếng Việt trên máy tính, thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm cái kênh của mình nha, để các bạn tham khảo thêm. Rồi thì để gọi tiếng Việt trên máy tính thì các bạn sẽ sử dụng hai cái ứng dụng khá là phổ biến nha. Ứng dụng đầu tiên là cái ứng dụng UniKey, các bạn quan sát trên màn hình này. Ứng dụng có chữ UIN nha, ở dưới có ghi là UniKey. Đó. Cái ứng dụng này thì các bạn được sử dụng hoàn toàn miễn phí nha. Máy bản nào mà chưa có thì các bạn lên lên mạng các bạn tải về, các bạn cài đặt vào để các bạn sử dụng. Đó. Cái này thì các bạn sử dụng hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng thứ hai các bạn cũng quan sát trên màn hình, cái ứng dụng có chữ hình cuốn sách đang mở đấy các bạn này, cái chữ viết kép ở đây nha. Đây thì mình đang sử dụng cái phiên bản của 2016 này, thì họ có ghi là 2016. Còn bạn nào mà sử dụng của 2007 thì có ghi 2007, hoặc là 2010 thì đây có ghi là 2010, vân vân. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cái ứng dụng UniKey lên các bạn nhé. Các bạn kích đúp chuột trái vào đây, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp chúng ta mở lên. Rồi khi các bạn mở lên mà nó có thông báo thế này này, có cái chữ Goring thế này, có nghĩa là cái phần mềm UniKey của các bạn nó đang đã chạy đến máy tính rồi nhá. Và lúc này các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu được rồi. Đó, ở đây thì mình muốn vào kiểm tra lại cài đặt trên cái ứng dụng này, cho nên là mình sẽ bấm vào OK nhá. Thì trong cái phần mềm UniKey này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến hai cái mục thôi, nói chung là cái giao diện khá đơn giản thôi. Mục đầu tiên là phần bảng mã này, và cái phần thứ hai là kiểu gõ. Đó, bảng mã thì các bạn tích vào đây này, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên đó là cái mục Unicode đó, và kiểu gõ các bạn cũng tích vào đây, chúng ta chọn cái dòng đầu tiên là Telex. Hai cái ô này thì các bạn cứ chọn dòng đầu tiên nhá, Unicode và Telex này, dòng đầu tiên. Thì cái kiểu gõ Telex này thì mình thấy là khá phổ biến và rất là nhiều người dùng. Đấy, trong quá trình các bạn gõ tiếng Việt thì cũng dễ nhớ. Đấy, chúng ta sử dụng các cái phím trừ để chúng ta viết dấu nhá. Còn ngoài ra thì còn có cái kiểu gõ Vernier này các bạn này. Kiểu gõ Vernier thì dùng các cái phím chữ số để các bạn đánh dấu. Đấy. Nhưng mà cái kiểu gõ này thì mình thấy cũng ít người dùng hơn. Theo mình thì các bạn mới gõ tiếng Việt trên máy tính thì các bạn nên chọn cái kiểu gõ Telex này thì nó sẽ dễ hơn nhá. Đó, và các bạn kích vào đóng này để chúng ta khởi động phần mềm này lên, chúng ta gõ tiếng Việt trên máy tính. Rồi ngoài ra thì để cái quá trình mà các bạn gõ tiếng Việt ít khi bị lỗi ấy, thì các bạn nhìn cái góc chỉ xuống, cái góc dưới cùng bên phải này này, các bạn tích vào cái biểu tượng có chữ V ngược ở đây này, và các bạn kiểm tra xem thử là dưới này có biểu tượng chữ V chưa này. Đấy, có chữ V thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt được nhá. Còn nếu mà đang ở chế độ chữ E thì các bạn sẽ gõ ở chế độ tiếng Anh, tức là gõ không có dấu. Đấy, các bạn gõ thì các bạn gõ kiểu gì cũng không có dấu nhá. Thì thời gian vừa qua thì có một số bạn có hỏi đến kênh của mình là về sau khi đã khởi động phần mềm UniKey lên rồi đấy, nhưng mà gõ vẫn không có dấu, thì có thể là nguyên nhân ở dưới này nó ở chế độ chữ E này. Các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây thôi để chuyển thành chữ V là được. Đó, kích thêm lần nữa thì nó sẽ chuyển thành E. Như vậy là có cái quá trình chuyển đổi qua lại giữa V và E nhé. Rồi bước thứ hai thì các bạn sẽ mở ứng dụng Word lên. Đấy, chúng ta sẽ các bạn quan sát trên màn hình đây, rồi chúng ta sẽ kích đúp chuột trái vào đây, chúng ta mở lên. Đó, kích chuột trái hai lần liên tiếp các bạn nhé. Và cái một cái ô giữa này, chúng ta phóng to lên này. Rồi đây là cái giao diện của 2016 các bạn nhé. Phía trên có cái nền đen và dưới này là các cái thanh công cụ, chẳng hạn như là home này đấy, hoặc là review view vân vân. Trong một số video trước thì mình đã chia sẻ các bạn về cái cách các bạn sử dụng cái phiên bản của 2016 cơ bản đấy nhé, dành cho các bạn mới sử dụng lần đầu. Các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm cái kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi ở dưới này cửa sổ soạn thảo các bạn này, phần con trỏ đang nhấp nháy đây thì dùng chúng ta là cái cửa sổ chính để chúng ta soạn thảo. Trong cái kiểu gọi Telex các bạn nhé, thì chúng ta sẽ có 5 cái dấu nha. Đối với cái kiểu gọi này đó, thì đầu tiên là dấu huyền này, dấu sắc, dấu ngã, dấu nặng và dấu hỏi. Thì các cái dấu này thì các bạn sẽ sử dụng các cái phím chữ cái các bạn viết nhá. Rồi đây mình lấy cái bàn phím ảo lên nhá, trên Windows 10 này để các bạn dễ hình dung này. Đây. Chẳng hạn như là cái kiểu gõ Telex ấy, thì các bạn sẽ gõ vào dấu huyền, tức là chúng ta sẽ đánh phía dấu huyền bằng cách là bấm vào phím F này. Dấu sắc thì các bạn sẽ bấm vào dấu S để viết dấu sắc này. Dấu ngã thì các
Các bạn bấm vào phím X thì chúng ta biết dấu ngã. Đó, dấu nặng là phím G này. Đó, và dấu hỏi là phím R. Đó, đây là những cái phím mà dùng để chúng ta viết dấu. Thì thông thường là sau khi các bạn viết cái các chữ cái xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ gõ dấu sau cùng nhé. Thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian và chúng ta sẽ gõ văn bản nhanh hơn. Rồi, ở đây thì bây giờ mình sẽ lấy một cái đoạn văn bản làm ví dụ với các bạn nha. Là một cái đoạn văn bản tiếng Việt thôi. Rất đơn giản để các bạn hình dung cái cách chúng ta soạn thảo văn bản trên máy tính. À, sau này các bạn soạn thảo cái đoạn văn bản dài hơn ấy, thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự nha. Đi bộ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Như ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm cân hiệu quả, phòng chống các bệnh mãn tính. Ngoài ra đi bộ thì còn giúp xương chắc khỏe, giảm đau lưng, giúp đôi chân khỏe hơn. Đó, đây là một cái bài báo nói về cái việc tập thể dục thể thao hàng ngày. Đó, một cái đoạn văn rất là ngắn. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết lên đây các bạn này. À, chúng ta gọi lên đây nha. Rồi mình gọi lên đây các bạn. Thì chọn để đi bộ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng ta gọi lên đây. Rồi, ở đây có chữ đi các bạn này. Đi thì chúng ta sẽ bấm chữ giờ hai lần nhé để chúng ta lấy chữ D. Đó, rồi đi này. Rồi chúng ta cách ra. Đi bộ đúng không? Thì B này, phím O hai lần. Các bạn bấm vào phím O hai lần thì chúng ta sẽ được chữ O nhá. Rồi dùng nặng là gì này. Cách. Rồi 30 phút, 30. Rồi cách phút này. 30 thì các bạn bấm phím số 3 và số 0 thôi. Rồi phút thì B H U T. Chúng ta sẽ viết các chữ cái trước và sau đó bấm dấu sau cùng nhá. S là phím sắc này. Rồi, chữ S là phím dấu sắc. Mỗi ngày M này, phím O hai lần này. Y dùng ngã là phím X này. Cách này. Đấy, các bạn viết xong một từ thì các bạn sẽ bấm phím cách này một lần nhé. Cái phím dài nhất ở trên bàn phím của các bạn á. Cái phím này thì chúng ta sẽ sử dụng liên tục trong quá trình chúng ta soạn thảo văn bản. Rồi ngày. Y dấu huyền là phím F. Rồi ở đây chúng ta có cách cho tiếp. Mở ngoặc này. Mở ngoặc thì các bạn để ý là trên cái dòng phím số ấy. Cái phím số 9 thì có cái dấu mở ngoặc này. Và số 0 có dấu đóng ngoặc. Đó, thì để viết cái dấu mở ngoặc này các bạn bấm Shift 9 mở ngoặc này. Đó. Rồi 5 ngày trong tuần, ông 5 này, số 5 này. Rồi cách ngày. Dấu huyền F này. Trong T R O N G này. Cách tuần T U. À, các bạn bấm vào phím A 2 lần thì chúng ta được chữ ở nhá. N dấu huyền F này. Rồi đóng ngoặc là phím số 0, các bạn nhìn lên phía trên này. Thì chúng ta sẽ bấm cùng với phím Shift nhá, tức là dùng hai ngón tay đó. Shift 0. Đó, một ngón bấm vào phím Shift, ngón còn lại bấm vào số 0 thì chúng ta sẽ viết được cái dấu đóng ngoặc này. Còn các bạn mà không bấm cùng với phím Shift ấy, thì chúng ta sẽ bấm không viết. Chúng ta khi ta bấm vào đây chỉ có ra cái số 0 thôi. Đó, chứ không ra dấu mở ngoặc này được, đóng ngoặc này được. Ở đây chúng ta ghi tiếp nha. Rồi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như. Đó, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng ta cách ra nha, mang này. Rồi cách lại L A I dấu nặng phím G. Nhiều N H I phím E hai lần. Chúng ta được chữ E nhá. Rồi U dấu huyền là phím F. Là các bạn bấm vào phím có chữ E này hai lần thì chúng ta sẽ viết được chữ E nhá. X lời X lời O I V kép để lấy dấu ơ này. Dấu nặng là phím G. Cái chữ V kép này thì chúng ta dùng để viết dấu ơ hoặc là dấu á nhá. X là I C H dấu sắc là phím S. Rồi cách cho O cách sức S U C V kép để lấy dấu ơ, dấu sắc là phím S. Rồi khỏe H O E dấu hỏi là chữ R. Như ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm cân hiệu quả. Rồi chúng ta cách ra nhá. Như V kép để lấy dấu ơ này. Ngăn N G A N V kép để lấy dấu á này. Ngừa N G U A V kép để lấy dấu ơ, dấu huyền phím F. Cách bệnh phím E hai lần này. N H này dấu nặng là phím G này. Rồi kéo lên cho các bạn dễ theo dõi nha. Rồi chúng ta cách ra tim mạch đúng không? T I M. Rồi chữ mạch M A C dấu nặng là phím G. Rồi phẩy. Ta cách ra. Ở đằng sau dấu chấm và dấu phẩy thì các bạn cách ra bình thường nhé. Rồi giảm cân hiệu quả. Ở đây dấu hỏi ta sẽ đánh là R nhé. Rồi ta cách ra cân. Phím A hai lần này. N cách hiệu H I phím E hai lần này. U dấu nặng là phím G.
Rồi quả là QUA, dấu hỏi là chữ R. Đó, phẩy. Chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, phòng chống các bệnh mãn tính. Đó, phòng BHONG, chú Huyền là phím F. Rồi cách chống CH phím O hai lần, chữ O này, NG chú sắc phím S. Rồi, ta cách ra các CAC chú sắc phím S. Rồi, tiếp theo bệnh phím E hai lần, NH dấu nặng phím G. Mạn MAN dấu ngả phím X. Rồi, tính chú sắc là phím S. Đến đây chúng ta chấm các bạn nhé. Đó, dấu chấm thì các bạn sẽ đánh đằng sau dấu phẩy luôn, tức là dấu phẩy thì đằng sau chữ M này, dấu chấm này và dấu hỏi ở đây này. Đó, chúng ta đánh dấu chấm, chúng ta bấm vào đây. Rồi, các bạn cách ra nhé. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ viết cái câu tiếp theo. Thì ở đây các bạn để ý là cái câu tiếp theo thì chữ cái đầu tiên của câu chúng ta viết hoa nhé. Đó, ngoài ra đi bộ còn giúp xương chắc khỏe. Đó, chúng ta viết tiếp này. Thì ở đây cái chữ cái đầu tiên chúng ta phải viết hoa, thì các bạn bấm với phím shift nhé, shift n để lấy chữ n viết hoa. Đó, còn nếu các bạn bấm chữ n không ấy, thì nó chỉ viết thường thôi. Đó, các bạn dùng hai ngón tay nhé, một ngón bấm vào phím shift, ngón còn lại bấm vào phím n. Rồi, o a i dấu hiền phím f cách, ngoài ra đi bộ còn giúp xương chắc khỏe. Rồi, phím giờ hai lần này, i a bộ là B, phím O hai lần này, dấu nặng là phím G. Còn C, O, N này, dấu huyền phím F này. Giúp ấy, G, I, U, B, dấu sắc là phím S. Đó, xương đúng không? X, U, O, N, G. Ở đây các bạn bấm vào chữ V kép thì chúng ta sẽ lấy dấu ơ cả hai từ U và O luôn. Là cách ra. Chắc khỏe, C, A, C, dấu sắc là dấu Á. Dấu Á các bạn bấm chữ V kép nhé. Rồi, chú sắc S. Các bạn lưu ý là chúng ta khi bấm ấy, thì nếu chúng ta phải bấm dấu nhanh nhé. Còn nếu mà bấm dấu chậm thì nó sẽ sinh ra cái lộn. Đó, tức là gõ xong từ cá rồi thì chúng ta phải viết dấu luôn. Ở đây các bạn lui lại này. Đó, thì cái phím xóa trong Word thì các bạn dùng cái phím đằng sau phím nút cộng nhé. Gọi là cái phím back, phím có chữ BACK đằng sau cái dấu cộng. Các bạn nhìn vào hàng phím thứ hai có cái số từ 1 đến 9 này. Dấu trừ, dấu cộng này. Đến đây là cái phím back này. Cái phím này các bạn để con trỏ vào đằng sau thì các bạn bấm vào đây ấy, thì nó sẽ xóa trên Word. Trong trường hợp các bạn viết các cái từ sai hoặc là dấu sai thì chúng ta xóa đi để chúng ta viết lại thôi. Đó, các bạn bấm vào thì con trỏ nó sẽ càng chảy ra bên trái và nó sẽ xóa hết nhé. Rồi, muốn quay lại thì các bạn bấm một cái nút quay lại ở góc trên cùng bên trái đây để chúng ta quay lại này. Đây, mình gọi lại cái chữ này nha. Chắc C. Viết kẹo để lấy dấu Á này, dấu sắc phím S. Cách khỏe. KH O, E, hỏi chữ R. Rồi, giảm đau lưng. Nên đây chúng ta phẩy này. Rồi, chúng ta lại cách ra. Giảm A, M này, dấu hỏi chữ R này. Đau phím giờ hai lần này, A, U, cách lưng, U, N, G, phải kẹp lấy dấu ơ này. Rồi, chúng ta phẩy ra này. Rồi, giúp đôi chân khỏe hơn. Rồi, giúp G, U, B này, dấu sắc phím S này. Cách đôi G hai lần này, O hai lần này, Y cách chân, H phím A hai lần thì chúng ta được chữ ở này. Cách ra khỏe hơn, khỏe thì H, O, E dấu hỏi là chữ R. Rồi, chúng ta cách ra hơn đúng không, H, O, N phải kép để lấy dấu ơ. Rồi, đến đây chúng ta sẽ đánh dấu chấm. Rồi thì vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách các bạn soạn thảo một cái đoạn văn bản khá đơn giản thôi, ngắn gọn để chia sẻ demo với các bạn để các bạn hình dung về cái cách gõ tiếng Việt trên máy tính nha, về cái cách các bạn gõ số, phím số này, gõ chữ chữ viết hoa này. Đó, và các cái dấu phẩy, dấu chấm. Và các bạn chỉ cần nhớ được 5 cái dấu này thôi, đúng không? Huyền, sắc, ngả, nặng, gì ở trên cái kiểu gõ tiếng lệch này thì các bạn sẽ gõ được, nó tương đối là dễ thôi, không khó lắm. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn gõ tiếng Việt gõ dấu tên máy tính thành công nhé. Đó, sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn.
Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn trong thời gian tới nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm các video khác ở trên kênh của mình về cái việc soạn thảo văn bản, chỉnh sửa văn bản cũng như là gọi tiếng Việt. Mình có chia sẻ một số video, các bạn có thể truy cập thêm vào kênh mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.